Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Omega. Đây là một chiếc Speedmaster Tu Counter Oran Gold, sử dụng đường kính là 44,25mm, một đường kính rất là lớn. Độ dày của chiếc này là khoảng 15mm, sử dụng cỗ máy Chronograph, chính vậy nó khá là dày. Lung càng của chúng ta cũng không quá dài. Và với đường kính này thì chắc chắn anh em phải tay to mới có thể đeo được chiếc Omega Speedmaster này. Chiếc này chúng ta sẽ mang mã quốc tế là 311.63.44.51.01.001. Một chiếc với thân vỏ vàng hồng nguyên khối 18K AU750. Và với vàng của Omega này thì nó sẽ là một cái Oran Gold, đó chính là màu vàng cam. Đó. Ở hai bên hông được trải xước rất đẹp. Ở chiếc này của chúng ta thì thực sự nó rất là nặng vàng rồi, với đường kính là 44mm. Và đặc biệt thì bộ khóa của chúng ta là bộ khóa đôi vàng khối, thì cái trọng lượng vàng nó lại càng tăng anh em nhé. Đó. Quay trở lại với sản phẩm thì đây là một chiếc với nail màu đen. Bên trong chúng ta sẽ có hai sắp đồ nằm tại vị trí 3 và 9. Vị trí góc 9 giờ chúng ta sẽ có một sắp đồ small second là kim dây chính của đồng hồ. Kim còn lại của chúng ta thì sẽ là một kim báo giờ phút của tính năng Chronograph. Đó. Chúng ta sẽ có lịch ngày nằm tại góc 6 giờ. Cái kim dây dài đang chạy này đó chính là kim Chronograph anh em nhé. Mặt kính sapphire nguyên khối. Đó. Chúng ta sẽ có một cái vòng tachymeter để đo cái tính năng bấm giờ thể thao. Trên này chúng ta sẽ sử dụng bộ thoát là coaxial với chuẩn chronometer cho độ chính xác rất là cao. Đúng chính nằm tại góc 3 giờ với logo của Omega rồi. Đó. Kim dây chạy rất là mượt. Phần đường benzen của chúng ta thì sơn màu đen để ăn khớp với cả cái mặt số bên trong. Đó. Phần lung càng em thấy được Omega tạo hình rất đẹp. Các cái chi tiết đánh xước kết hợp với cả chi tiết phay bóng. Đi kèm chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu màu đen cùng với bộ khóa đôi của Omega. Và khóa này được thiết kế bằng vàng 18K với đầy đủ chuyện kim loại quý bên trong. Anh em có thể thấy chuyện Omega này, chuyện cân tiểu ly bên này, chuyện đầu chó. Có những chuyện của hãng nữa. Màu vàng hồng, màu orange gold rất đẹp, vàng cam. Cuối cùng là bộ máy sử dụng trên chiếc này. Đây là cỗ máy mà mình rất là thích. Cỗ máy Coaxial Omega 9301, cỗ máy được bay từ nền tảng máy Omega 9300. Với cỗ máy này anh em sẽ có đầy đủ là 54 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 dao động và thời lượng chuyển cóp của chúng ta là 60 giờ. Và máy được thiết kế rất đẹp. Với quả văng automatic được thiết kế bằng vàng khối 18K với chuyện 750 ở đây. Cùng với một cái cầu tóc cũng được thiết kế bằng vàng luôn anh em ạ. Đó, bên trên cầu tóc chúng ta sẽ có một cái số series. Cầu tóc cũng có chuyện 750 anh em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một vị trí của column wheel. Đó. Một vị trí column wheel này. Chiếc này của chúng ta thì để đạt được cái thời lượng chịu cót là 60 giờ thì hãng sẽ cấu tạo là hai ổ cót. Độ chống nước chiếc này là 100m trên 330 feet anh em nhé. Giá retail của em này thì đâu đó đang loanh quanh 30.900 đô, tương đương với 755 triệu, một mức giá khá là cao, gần 1 tỷ đồng cho một chiếc Omega Speedmaster này. Bên mình về một chiếc lướt độ mới cao, giao lưu lại với cái mức giá rất là tốt là 295 triệu. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên thì với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.